qua năm mới cận kề, người xa trở về gia đình đoàn tụ, con cháu đông đủ đón rước ông bà, sửa soạn cửa nhà gọn gàng năm mới. Đầu năm mừng tuổi chúc khắp mọi người một năm tươi vui hưởng nhiều lộc phước, sức khỏe làm trước mới đến tiền tài, trẻ già gái trai sống đời sung sướng. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Nguyện cầu mẹ cha sống.
sống bình an suốt đời. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày con xa mẹ càng gần. Dù biết như thế con vẫn phải tin, con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ thêm tuổi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi mẹ. Mẹ già như chuối chín cây, chẳng bao lâu nữa mẹ đây chẳng còn. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày con xa mẹ càng gần. Rồi một chiều kia tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua trần gian. Ôi mẹ của con, mẹ già như chuối chín tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày con xa mẹ càng gần. Dù biết như thế con vẫn phải tin, con vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ đến tuổi mới, mỗi mùa xuân mới thank you.
con vẫn hay đòi mẹ không nghe, để thương mẹ dịu dàng và để con nghe câu chuyện cô tích. Từng đêm mẹ vẫn ngồi đây để con được giấc ngủ say, luôn yên bình trong những giấc mơ đêm về. Tình yêu thương bao la mẹ dành tất cả cho con. Mẹ yêu hơn những vấp ngã trong đời, có lúc khóc khi cười thì mẹ luôn sát bên. Những năm tháng tao tần nuôi nấng con nên người, trọn đời con sẽ mãi không. Chính thức
được bắt đầu. Vậy chúng tôi xin được truyền lời mời trân trọng nhất của gia đình, kính mời các cụ, các bà cùng toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với khán phòng bên các bàn tiệc và cùng hướng ánh nhìn về phía trong tư gia, dành một tràng vỗ tay thật lớn để lễ mừng thượng thượng thọ 9 năm xuân của cụ bà Vũ Thị Dung sẽ chính thức được bắt đầu. Gia đình được sinh ra trong cuộc sống này chính là một món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa đã dành tặng cho con người, và được khôn lớn trưởng thành trong vòng tay yêu thương dạy dỗ của ông bà cha mẹ, có một gia đình yên bề gia thất bên những người con người cháu ngoan hiền hiếu thảo và được khang ninh trường thọ lúc về già, thì đó lại là nhờ vào phúc ấm của tiên tổ. Và nhờ vào phúc ấm của tổ tiên mà cụ bà Vũ Thị Dung ngày hôm nay đã được tuổi thượng thượng thọ 9 năm xuân. Trong không khí vui mừng phấn khởi của những ngày đầu xuân mới Quý Mão, ngày hôm nay một bầu không khí ngập tràn niềm vui, hạnh phúc đã đến với cụ bà cũng như các con, các cháu, các chất của cụ khi mà cụ bà Vũ Thị Dung đã được thượng thượng thọ 9 năm xuân. Và đây cũng chính là một lý do vui mừng để đại gia đình con cháu của cụ được đón nhận những tình cảm chân quý, sự hiện diện và những lời chúc thọ của các cụ, các ông, các bà, họ hàng, nội ngoại, bà con làng xóm, các chị em bạn bè thân thiết đã trở về chúc vui với gia đình, cũng như để gửi tới cụ bà Vũ Thị Dung những lời chúc tốt đẹp nhất trong lễ mừng thượng thượng thọ 9 năm xuân. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng hướng ánh nhìn về phía trong tư xa và dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của cụ bà Vũ Thị Dung sẽ bước lên sân khấu và cùng với mẹ trở lên sân khấu, đó chính là hai người con trai lớn, con gái lớn của cụ. Vâng ạ, đó chính là ông Nguyễn Đình Cảnh và bà Nguyễn Thị Phương. Vâng ạ, xin mời ông bà sẽ đưa mẹ của mình trở lên sân khấu trong lễ mừng thượng thượng thọ 9 năm xuân. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Bằng mẹ gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mặc cả tấm thân gầy cha che chở đời con, đang trở nên sân khấu trong lễ mừng thượng thượng thọ 9 năm xuân. Đó chính là nét mặt phúc hậu vui mừng phấn khởi của cụ bà Vũ Thị Dung, và đang đưa mẹ trở lên sân khấu lúc này đây đó chính là hai người con lớn của cụ, ông Nguyễn Đình Cảnh và bà Trần Thị Phương. Thưa toàn thể quý vị thân mến, bà đang hiện diện trên sân khấu lúc này đây đó chính là cụ bà Vũ Thị Dung cùng người con trai lớn ông Nguyễn Đình Cảnh và con gái lớn bà Nguyễn Thị Phương. Và nhờ vào phúc ấm của tiên tổ cũng như tình yêu hạnh phúc mà hai cụ đã cùng chung tay vun đắp, thì với một mái ấm tràn đầy yêu thương, hai cụ đã sinh thành được bốn người con, ba trai một gái. Và cho tới ngày hôm nay thì thật đúng là như các công các cụ thường nói rằng, gia đình ấm no hạnh phúc, phúc ấm tiên tổ mãi dày, thì gia đình sẽ được con đàn cháu đồng. Và với bốn người con, ba trai một gái, thì ngày hôm nay hai cụ đã có tới 8 người. Vâng, đúng không ạ? Đó chính là những người con dâu, con rể. Và vui mừng hơn nữa, đó chính là những người cháu, nội, cháu ngoại và các chất. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin được dành những tràng vỗ tay thật lớn để tiếp tục chào đón trở lên sân khấu. Và chúng ta sẽ dành một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón những người con ngoan hiền hiếu thảo của cụ. Đó chính là con rể, con gái, con dâu sẽ cùng bước lên sân khấu ạ. Thank you.
mặt rạng rỡ bởi những người con trai, con gái, con dâu, con rể của cô không ạ? Họ rất là vui mừng, rất là phấn khởi khi ngày hôm nay người mẹ kính yêu của mình đã được trường thọ khang ninh bên con cháu với tuổi thượng thượng thọ 9 năm xuân. Và ngay bây giờ đây, bầu không khí sẽ ngập tràn yêu thương hạnh phúc, và chúng ta sẽ dành những tràng vỗ tay thật lớn để tiếp tục chào đón sự hiện diện của những người cháu nội, cháu ngoại, chất nội, chất ngoại của cụ sẽ cùng bước lên sân khấu để chúc thọ tới bà, tới cụ của mình. Xin mời các cháu và các chất của cụ. Sẽ là một sự hiện diện rất tuyệt vời đến từ những người cháu nội, cháu ngoại và các chất của cụ. Xin mời ạ. Vâng ạ, xin mời các cháu nội, cháu ngoại và các chất của cụ sẽ trở lên sân khấu để cùng chúc thọ tới bà, tới cụ của mình. Chúng ta sẽ trở lên sân khấu phía trước để một chút nữa sẽ bắn pháo để chúc mừng. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tân tàu sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở đời con. Và với công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ, sự tân tàu hy sinh vất vả để cho các con các cháu có được tương lai hạnh phúc ấm no như ngày hôm nay, thì dù các con các cháu có đền đáp, có báo hiếu tới bao nhiêu thì cũng không thể nào mà thắp đèn được công ơn sinh thành bao la như trời biển ấy. Và ngày hôm nay với một lễ mừng thượng thượng thọ 9 năm xuân để tạ ơn trời đất, kính lễ tổ đường, cũng là để cầu mong cho mẹ, bà, cụ của mình sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc bên con cháu và sẽ được khang ninh trường thọ, dư bách niên giai lão. Thì đó chỉ là một chút thể hiện được tấm lòng hiếu thảo của các con, các cháu dành tới mẹ, tới bà, tới cụ của mình. Thì ngay sau đây, chúng tôi xin mời toàn thể quý vị sẽ cùng tiếp tục hướng ánh nhìn về sân khấu để chúng ta sẽ cùng đón nghe những tâm tư cảm xúc, những lời phát biểu cảm ơn và những lời chúc tốt đẹp nhất của ông Nguyễn Đình Cảnh sẽ thay lời cho các con, các cháu gửi tới mẹ, tới bà, tới cụ của mình. Xin mời ông. Kính thưa các cô ông, cụ bà và thưa ông bà, cô dì, chú bác và toàn quý khách gần xa. Hôm nay là gia đình chúng tôi là làm thọ cho bà cụ thượng thọ 95 tuổi. Hôm nay tôi có lời với bà mẹ và để là chúc mẹ tôi thêm một tuổi nữa và mạnh khỏe, sức khỏe dồi dào và sẽ sức khỏe dồi dào toàn bộ như thế là thay mặt gia đình chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cô ông, cô bà, ông bà, cô dì, chú bác và quý khách gần xa. Sau cho một tràng vỗ tay để mừng to cho bà cụ của tôi ạ.
vị thân mến ạ, và đó chính là những tâm tư cảm xúc, những lời cảm ơn tới mẹ của ông Nguyễn Đình Cảnh đã thay lời cho tất cả những người con, người cháu, người chắc để gửi tới mẹ, tới bà, tới cụ của mình. Và thưa cụ bà, hôm nay thì con thấy rằng cụ rất là đẹp. Thường ngày á, lẽ là con có gặp cụ rồi, nhưng mà phải nói là hôm nay con nhìn thấy cụ đẹp hơn rất là nhiều, đẹp hơn rất là nhiều từ năm ngoái á. Thì bây giờ trước tình cảm của các con, các cháu và các chắc cũng như tất cả quý vị ở đây để chúc thọ cụ, thì con xin mời cụ có thể nói đôi lời cảm xúc của cụ ạ. Cụ có vui nhiều không ạ? Cần bấy nhiêu thôi thì cũng đã thấy là cụ rất vui rồi đúng không ạ? Và để chúc cho mẹ, bà, cụ của mình sẽ luôn được mạnh khỏe, vui vẻ và sẽ luôn là kênh thao bóng cả để là chỗ dựa bóng mát cho các con, các cháu, thì sẽ là những món quà lì xì đầu xuân mới mà các con trai, con gái sẽ thay mặt cho tất cả các cháu, các chắc để mừng tuổi mẹ của mình. Xin mời ạ. Và xin mời ạ, các con, các cháu sẽ dành những lời chúc, những món quà lì xì để chúc thọ tới mẹ, tới bà, tới cụ của mình. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Vâng, rất là tuyệt vời ạ. Những phong bao mừng tuổi đầu xuân mới màu đỏ cũng tượng trưng cho sự vĩnh cửu. Và với những lời chúc tốt đẹp nhất của tất cả các quý vị chúng ta đang hiện diện tại khán phòng hôm nay, thì chúng con xin được một lần nữa chúc thọ tới cụ bà Vũ Thị Dung có thật nhiều sức khỏe, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Và bây giờ đây thì con xin mời cụ sẽ cùng với các con, các cháu chính thức đến với giây phút tràn đầy yêu thương và ý nghĩa, đó chính là cắt bánh chúc mừng thượng thọ chín Nam Sơn ạ. Thằng mà tặng cụ thôi tặng nên. Happy birthday, happy birthday to you. Thank you.
Quảng Tử đã chính thức quỳ trong tay để chúc mừng cho đại diện ngày hôm nay. Đi tiểu pháo hồng đã được chính thức rót ra và sẽ là những giây phút rất là tuyệt vời. Đó chính là giây phút dâng diều của những người con của cụ. Và bây giờ đây thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Cảnh và bà Nguyễn Thị Phương là người con trai lớn và con gái lớn của cụ sẽ dâng diều để kính thọ mẹ mình. Xin mời ạ. Vâng ạ, và xin mời ông Nguyễn Đình Cảnh và bà Nguyễn Thị Phương là người con trai lớn và con gái lớn của cô sẽ dâng rượu để kính rượu và chúc sức khỏe, chúc thọ mẹ mình. Xin mời ạ. Vâng, và bây giờ xin mời bà Nguyễn Thị Phương ạ. Diệu hồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ cháu già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Hôm nay lễ mừng thượng thần thọ 9 năm xuân của mẹ, chúng con xin được kính chúc mẹ sẽ thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ bên các con các cháu và sẽ được an ninh trường thọ. Xin được một lần nữa dành những tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng chúc mừng ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng đến với những giây phút rất là tuyệt vời trong lễ mừng thượng thọ 9 năm xuân của cụ bà Vũ Thị Dung. Và thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay thì gia đình của cụ cũng đã sửa soạn đại tiệc, trước là để kính lễ tổ đường tạ ơn trời đất, và sau đó là sẽ xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị nán lại với gia đình để cùng nâng ly cạn chén chúc mừng cho cụ bà đã được thượng thọ 9 năm xuân, và cũng là để chúc mừng cho các con các cháu. Và cho tới giờ phút này thì những lễ nghi đã hoàn tất và chúng ta đã chứng kiến những giây phút rất tuyệt vời trong lễ mừng thượng thọ 9 năm xuân của cô. Thì chúng tôi xin mời ông Nguyễn Đình Hùng sẽ thay lời cho gia đình, cho các con các cháu có đôi lời phát biểu cảm ơn gửi tới toàn thể quý vị. Được nhờ đất trời và tổ tiên, bà cụ tôi năm nay đã 95 tuổi. Các anh, các chị, các ông, các bà đã đến để mà chúc phúc cho mẹ tôi và chúc phúc cho gia đình chúng tôi. Giờ đã đến giờ, xin thay mặt gia đình kính mời tất cả các ông, các bà, các anh chị, cô dì, chú bác nâng ly để chúc phúc cho mẹ tôi và gia đình chúng tôi. Một lần nữa thay mặt gia đình, tôi xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn ạ. Xin... Thưa quý vị thân mến ạ, và đó chính là những lời mời, những lời cảm ơn rất là trân trọng của Nguyễn Đình Hùng đã thay lời cho gia đình, cho con cháu của cụ để gửi tới toàn thể quý vị. Và cũng theo như lời mời của gia đình thì cũng đã tới giờ dự tiệc, thì chúng tôi xin mời các cụ, các bà cũng như toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng trở về với khán phòng để cùng rót rượu, ra bia và nước ngọt, cùng nâng ly cạn chén chúc mừng cho cụ bà Vũ Thị Dung với tuổi thượng thọ 9 năm xuân. Chúc mừng cho các con, các cháu của cụ trong ngày vui, ngày hạnh phúc hôm nay. Và cũng xin được thay lời cho sự kiện Phương Ninh cảm ơn sự tin tưởng lựa chọn của gia đình để ngày hôm nay chúng tôi được có mặt tại Tư Gia, mang một sự phục vụ nhiệt tình chu đáo nhất của mình cùng với tất cả quý vị, các con, các cháu chúc thọ tới cụ bà. Và nhân dịp đầu xuân mới, xin được chúng con xin được một lần nữa chúc cụ sẽ luôn thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con cháu, và luôn khang ninh trường thọ để là cây cao bóng cả cho các con, các cháu được hạnh phúc phát triển trong cuộc sống. Chúc toàn thể quý vị đón chào một mùa xuân Quý Mão an khang thịnh vượng, hạnh phúc và mọi điều may mắn. Và bây giờ thì con xin mời cụ ạ, cụ sẽ dâng cao ly rượu và cùng với các con của mình để cùng chúc sức khỏe và cảm ơn tới tất cả mọi người ạ. Vâng ạ, quý vị ơi, quý vị đã đầy ly chưa ạ? Quý vị đã đầy ly chưa ạ? Vâng, em xin mời con trai lớn của cụ ạ. Xin mời ông Nguyễn Đình Cảnh sẽ trở lên sân khấu để chúng ta sẽ cùng chính thức nâng ly khai tiệc ạ.
Vâng ạ, quý vị đã đầy ly chưa ạ? Đầy ly chưa ạ? Và cụ bà câu nói là con bảo giúp cho cùng là mời tất cả mọi người đứng lên cho không khí thật tưng bừng, bởi vì là cũng muốn nhìn thấy tình cảm, thấy những lời chúc của tất cả mọi người. Thế nên là bây giờ theo như ý của cụ là mời tất cả đại gia đình chúng ta cùng đứng lên và cùng lân cao ly, được không ạ? Vâng ạ, và cụ cũng đang cùng với con cháu dân cao ly của mình rồi. Thế thì MC sẽ xin được là một nhịp cầu nối để cùng với tất cả quý vị chúc mừng tới gia đình và chúc thọ tới cụ bà. Và thưa quý vị, sẽ có hai lần dô và lần thứ ba sẽ là lời chúc mừng, được không ạ? Cả nhà có đồng ý không ạ? Vâng, và cho em hỏi cả nhà mình đã đầy ly chưa? Vâng, và quý vị có thể dâng cao những chiếc ly của mình để cụ bà được nhìn thấy không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Đại gia đình mình ơi, hai ba, hai ba, thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn vui vẻ bên con cháu Dư Bách Tiên Sai Lão. Chúc mừng các con các cháu của cụ và chúc toàn thể quý vị chúng ta có một mùa xuân mới an khang thịnh vượng. Chúc một bữa tiệc thật vui và ngoan miệng. Quý vị chúng ta sẽ dự tiệc các con, các cháu và những ai mà muốn chụp hình, ghi hình với cụ thì sẽ trở lên sân khấu để chúng ta cùng lưu lại những khoảnh khắc rất là tuyệt vời này ạ. Biết là đây là những người cháu đến từ Hải Phòng đúng không ạ? Đấy, cháu nội cháu ngoại từ Hải Phòng đúng không ạ? Quá tuyệt vời luôn. Thầy nói là dành rất nhiều tình cảm cho bà của mình để mình có thể vượt một chặng đường rất là xa như thế này đúng không ạ? Vâng, bây giờ như thế này ạ, ba chị con dâu đấy sẽ lên sân khấu để chụp hình chung với con gái của U. Tới đây nhá. Xong chưa ạ? Cháu mời mọi người nhìn ống kính của cháu đây ạ. Chú. Đứng lại nha để em mời ba con dâu của Hùng. Chúc mừng thọ, chúc mừng thọ
xuân xuân nơi xuân đã về, kính chúc một người về vào điều mong ước trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Nỗi vui nào vui ngày xuân đến, xuân xuân nơi xuân đã về, tiếng chuông giao thừa mừng đón mùa xuân, xuân xuân nơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tình mình nào được, xuân xuân nơi xuân đến rồi, những nỗi mai vàng chào mừng xuân sáng. Nghe âm vàng bao con chúc yên lành, đất nước cơm hoa yên ấm an vui, bao em thơ quéo mới tươi cười chào một mùa xuân mới. Xuân xuân nơi xuân đã về, kính chúc một người về bao điều mong ước trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc một nhà gặp nhiều an vui. Xuân xuân nơi xuân đã về, xuân xuân nơi xuân đã về, xuân xuân nơi xuân đã về.
với các bác và các chú. Hôm nay là ngày tốt, bác cảnh có cái lễ mừng thọ của cụ với lại đại gia đình để tổ chức, thì có mời các cụ, các ông, các bà và các bác, các chú tới để mừng thọ cụ. Thì cháu cũng nhân dịp này cũng chúc cụ thượng lộc bình an và tuổi già thêm được một tuổi vui mới, sức khỏe và được bình an trong cuộc sống. Con nỗi thương đau, có niềm hy vọng. Ngồi đã ngồi
quen vườn cho mẹ ngồi sau nhìn cha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống người chính là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bình an suốt đời.